Rồi chào cả nhà nha. Nay hai chú cháu được bộ đồ lòng rồi cả nhà. Hôm nay bé sẽ làm món lòng nướng nha. Lá dòng anh hai đồng nè. Không cần hết xác đâu con, hái ngay cho lá, ngay với nách lá là được rồi. Đó, đúng rồi. Hái ở đó thôi, cho có rau sống nhìn cho nó xanh cho nó đẹp. Trời ơi, tốt hết hồn. Đồng cho rau kỹ nó vậy. Có cái bông hả? Dạ, tí nó cắt cái bông rồi. Rồi. Không á. Thôi là không kịp hai chú cháu mình ăn rồi. Hái ra đầu gồng mình. Dạ. Hái ra đầu gồng nè. Thấy không? Dạ. Cá tái hàng, cá tái hàng. Cá tái rồi, chắc ăn được rồi, đầu gồng rồi. Hai chú cháu cho bộ khè chứ không có hái. Nhiều xíu à. Để xíu để cho nó bự lên. Hai đứa cháu qua xin mới xã nha cả nhà, bên nhà của mình. Ba bùi xã tốt quá hả mình ha. Dạ. Giờ họ nó mập quá, tao mập luôn mình ơi. Hồi nãy kêu chú hai kêu con lấy cái kéo này không chịu cái lấy. Con bứt cái bùi chính giữa. Bùi xã nó nhỏ mà nó mập ghê không. Nó bự. Rồi đó ông nghe 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 nè. Rồi, chắc được rồi mình ơi. Đủ rồi. Bắt đầu béo khèo nước mắm bồ lòng nha. Bây giờ béo khèo mặt ngoài. Rồi béo rửa sạch. Rửa sạch xong rồi bắt đầu béo lộn ngược tới lại bề tông. Béo khèo một cái nữa. Rồi xong rồi béo rửa sạch cái nữa. Cái béo để gáo. Để gáo xong rồi bắt đầu cái hai chú cháu bắt đầu ướp gia vị nướng. Cái này mình khèo không cần lâu nha cái nhà. Khèo lâu quá là nó hơi cái ruột mình nó mềm luôn á. Mình canh cho vừa tới thôi, vừa sạch rồi bắt đầu cái mình là mình đem mình rửa. Chào cả nhà nha. Sáng giờ hai chú cháu đã chuẩn bị bộ đồ lòng cho nó sạch rồi này cả nhà. Rồi bây giờ bắt đầu béo ướp, béo nướng. Rồi ăn với cơm tưa. Hành, tỏi, ớt. Đây thì đây là dĩa rau sống của hai chú cháu sáng giờ kiếm nè. Còn xả, béo xài hơi nhiều tại vì béo luồn vô cộng xả này nha cả nhà. Bao nhiêu một bao nhiêu khúc là bao nhiêu cộng xả. Hồi nãy là béo đếm khoảng 15 khúc á. Vô. Để cho miếng dầu ăn vô. Tế. Đúng rồi, cái này phải có dầu hào nó mới ngon mà nhẹ hết dầu hào rồi. Để dùng sa tế. Để cho thêm một ly rượu nữa. Một ít đường. Thành phần này béo xài bột ngọt hơn hơi nhiều xíu nha. Nửa muỗng muối béo bỏ ít thôi, cà tế nó cũng có vị mặn nữa. Đó. Béo cho ít thêm ngũ vị hương nữa, nãy béo quên lấy thơm chạy mùi rồi đó. Đây cái gia vị của béo đây. Nếu bỏ dầu vô là chủ yếu là một chút xíu mình nướng á, cái độ dầu nó sẽ tăng nhiệt lên. Rồi đầu cái xả, hành, tỏi đồ nó sẽ hôm heo đó cả nhà. Rồi xong. Cái đầu bỏ gục vô béo ướp. Ướp bề tông. Ướp để khoảng 15-20 phút bắt đầu bé mới để cho nó gáo nó thấm vô rồi bắt đầu bé mới nướng nha. Đã chưa? Thấy là nghe mới mùi là chạy nước miếng luôn á. Bắt đầu bé xỏ nha. Bé luồn ngược tới lại. Đó, hay chưa? Vô nó sẽ lộn này là tới về là bề phải. Rồi cho lấy ra tăm te cái xiên đó. Xiên cái miệng lại cho để hơi nó chạy. Cái này chút xíu béo lấy kéo béo cắt
với cầu cố định nó lại là được. Rồi bắt đầu béo nướng nha. Đó, mập lù luôn. Mập cho nó nằm chính giữa đi, ngay cho lửa nghiêu nghiêu. Chơi để nguyên công xã nhìn đẹp không? Cái của mình thấy chú Kha để cái lon nước chính giữa không? Dạ. Thấy có gì lạ không? Tự nhiên chú Kha bỏ lon nước chính giữa à? Đang cho đựng cháy cháy lửa ngọn lên con. Đã không hẩu chút tên mà. Nãy giờ con suy nghĩ đó, chú Kha bỏ lên gì? Hứng dầu, hứng dầu. Rồi, ngon lành. Chờ đợi qua tở thôi. Đẹp không? Quá đẹp luôn. Nhìn thấy đã ha. Đó, nè nhiêu đây chắc hai chú cháu xịn nữa rồi. Cái nhiệt độ vừa thôi nha cả nhà. Bạn cho nó chín từ trong ra ngoài. Chứ ép quá là không ngon đâu. Đó, xì khói rồi, bắt đầu xì khói rồi đó. Thơm 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 thơm. Cái té thêm miếng dầu nha cả nhà. Cho bóng. Chứ nó bỏ tí xíu màu đều nè. Cho màu sắc đẹp đẽ lên. Cái này thôi vậy chứ thôi nó gặp nóng bắt đầu nó lại chảy đều, nó thấm màu đẹp luôn rồi. Không cần quét đều đâu. Đó, đó. Chị xèo đi. Xèo vậy chứ nó không có cháy lửa. Dạ. Thằng mình này học được chiều mới ha. Thôi gì? Nhiều dầu không bao giờ nó cháy. Tở. Thằng chạy xuống dưới ha. Ở này mình cũng phải canh nha, canh dừa thôi chứ mà nướng mà chín kỹ quá là nó dây nhách luôn á. Dây nhách luôn. Này. Đó béo có bán ruột nướng béo biết. Rồi sợ không chín, sợ không chín rồi ha. Rồi xong nướng cho kỹ, cho quéo vô, cho khô lại đi. Rồi thấy cảnh nhai như cao su luôn. Cái này mà gặp mấy người ăn yếu sẽ chút kìa. Ăn yếu thì nhai dập nuốt. Chua dễ hơn quá. Ở tông bề tông á, cái gia vị nó giữ được tời lắm. Bên ngoài nó có nhưng mà ít. Chủ yếu là nó thấm bên tông á. Chứ bên ngoài mà nó thấm nhiều quá, cái bắt đầu mình nướng á là nó cháy cái gia vị đó là đen xì à. Mà nó đen rồi xong rồi bắt đầu cái chất đen đó ăn nó cũng không tốt sức khỏe nữa. Kiểu này nó khói nó lên chắc nó khỏi đi ca làng này nữa hôm nữa rồi. Rồi tới mang vốn con chú nè. Nấu gì không quá. Không, nó cháy nó xì nhiễu dầu bạc bạc luôn mà không thấy nó lên nước ha. Dạ, không thấy lên lửa. Lên lửa. Nó lên nước. Có chiêu rồi, có chiêu rồi. Cái nhà ơi, có ai nghe mùi ruột nướng chưa? Béo chịu hết nổi rồi đó. Tét vô kích thích này. Béo có bếp nướng mới rồi nha. Cu Minh ở Liên Hồ nha con. Cái này nó mau kìa, nó coi chừng nó khét cái không ngon á, nhìn màu không đẹp giống gì. Trời, khói quá khói rồi. Cái lon nước ở dưới nó sôi sùng sùng sục luôn mình. Ừ rồi, ăn mì được rồi chứ Kha. Bỏ mì vô hả? Dạ, bỏ mì vô. Mày thơm. Thơm vô tới máy quay luôn quá. Màu đẹp không? Đẹp rồi. Ừ. Khói lan tỏa. Rồi, cái cây. Xỉu rồi, cây này ngon quá. Đó, cái nào mà nó chưa tới độ vàng thì béo đưa ra phần lửa. Nó chảy nè. Cái nhà nhà mốt á có nướng gì á, cả nhà kiếm cái lon nước ngọt cái nhà cắt bỏ vô chính giữa. Rồi đầu cái nhà nướng không bao giờ nó cháy. Đúng ra cái ruột này á, là nướng là rất là dễ cháy luôn nè, mà nãy giờ béo nướng đâu có miếng ngọn lửa ngọn nào đâu. Còn miếng nước gì nữa. Đúng rồi, bỏ cái lon bỏ nước vô. Quên.
Nó bỏ cái lon không chạy chứ. Xỉu luôn. Trời, con ngàn con ngồi xuống khói ha. Không không? Dạ không. Này là tí bị mắng giống thiệt cái chú ra. Đói bụng bặt bặt rồi ha. Rồi, cái này đã chín rồi, béo xách lên nha cả nhà. Đó, vừa gáo. Ui, nóng quá. Nhiều gì thấu không? Còn chắc để một bên quá. Để hai bên không được rồi. Nhiều quá. Quá trời luôn. Hay chắc ăn bộ đầu là bộ nguyên một bộ luôn mà. Không quá. Ừ, nó hôm. Hôm quá hôm hả? Dạ, ở quá một ngày tới bến luôn nè. Ôi chua chua. Rồi, xong, lên bàn. Khoe cái. Ôi. Đã chưa? Rồi, cơm nước chuẩn bị cơm bên đây. Cơm nước đồ ăn cơm con ơi. Okay. Rồi, béo bắt đầu béo cắt nhỏ ra nha. Rút xương ra. Cắt không bự mới được, cắt nhỏ nó săn lại ha. Nói ăn nhớ lừa xương nha Minh. Rồi cái này mà cắn tàu hũ ha. Đồ hũ này đã vừa chín là vừa hôm luôn á. Cái này như là cái gì mà gà gì, thịt gà gì mà bò viên chiên gì á. Ừ. Cái gì vậy Tông thấy không? Đã chưa, đã chưa? Rồi cứ khay cắt cái chồng lên đây luôn nha. Dạ. Quá trời quá đất rồi. Hai chú cháu ăn hết này mới ghê á. Không hết nổi đâu con. Dạ. Nhiều lắm. Quá. Một bộ luôn mà. Vậy lòng nướng của hai chú cháu đã hoàn thành nha cả nhà. Rất đẹp mắt luôn. Mà cảm giác thì nãy béo có thử rồi. Rất là vừa ăn. Rồi béo lòng nướng, béo cho chấm chao. Đây là chén chao có hai chú cháu. Rồi, hai chú cháu mời cả nhà ăn cơm. Rồi, mời cả nhà. Rồi, vô mình ơi. Trời ơi, chấm tém cái con. Cảm giác bị dai không? Không. Không ha, chú khai canh rồi mà. Kinh nghiệm bán lòng nướng cả năm trời mà bị dai cái là dở lắm á. Rồi. Không. Rồi cái xả con kia để đó đi. Chú Kha lấy cái đồ cho con được. Ôi, này ăn chắc ăn cơm gì lắm à. Đây, coi chừng có cái xương nha. Dạ, cút xương kìa. Ừ. Cảm giác này là ăn thòi rồi là chết luôn. Cái này mà bé được mấy anh mà mùa dịch này mà ở nhà nhậu mình á. Chấm một cái, tém một cái, trời ơi là trời. Trời, thấy cô Minh ăn cái mỏ chu chu chịu không nổi với cô Minh luôn vậy. Ở trong đó con cắn con lừa, con lấy cái tù hủ của mình, nó ngọt lắm. Cắn rút rút từ từ đấy, phải không? Nó xịt ra ăn miếng phải không? Đúng rồi, cái đó phần đó là ngọt nhất á. Cô xả. Ăn kìa, đem tém luôn, dứt tiếp con. Phải kích thích cả nhà Minh ơi. Chắc là kích cả nhà. Ôi, tém miếng cơm luôn hả? Trời ơi. Nước luôn miếng bên đây, nước luôn miếng ọc ọc vậy. Làm gì lon chứ hả? Làm gì lon hả? Anh nãy kêu lấy mua hai lon đi không chịu. Minh không mua hai lon đâu, mua một chai trà bá luôn. Năm xị luôn, hai chú cháu uống cho đã. Nó nói chứ uống nước ngọt nhiều quá cô không tốt con. Chúc uống nước cam đi, nước cam nhà mình đi. Nước cam. Còn rút ra cái đầu con chấm con tém coi. Đó, cái nữa ha. Quất cái nữa tới chú Kha. Gì thấu không? Rồi, hai chú cháu mời cả nhà ăn cơm nha. Rồi, mời cả nhà. Ăn cơm với lòng nướng. Có khói xì xì nữa. Chấm chao nó được rồi là nè con kia ngoài nha. Thiếu mà cắn cái phần mà cứng này mình, có cái phần bự này mình ngon không?
Thế. Thế bằng quá. Dạ. Trời ơi. Dính vô. Cút lần đầu. Còn dính cái cây tăm kìa. Trời ơi. Hèn gì nó thấy nó gị khó khăn quá. Con vinh đạm quá. Đó. Kế đâu rồi? Kế đâu rồi? Kế về dâu kỹ quá. Thêm cục lòng đi. Có cục xả mày luôn, để cục xả luôn. Rồi, béo mời cả nhà luôn nha. Ủa, thấy rồi nha. Thấy rồi. Cái này giấu nè. Ừ. Lá ngủ đâu rồi? Ừ. Lá mơ đâu rồi? Nó tốn ra nó rồi. Nói gì? Lá mơ. Ủa? Là không? Lá gì ta? Cái dông. Thế ông thấy dông bên đây. Trời nó tốn. Ừ, ăn đi chiều ngủ con. Cái hơi dở nhẹ. Hai cục lòng mà bỏ có cục xả luôn trong đây nhai muốn chết vậy. Nó nhai luôn à. Bỏ miệng. Cái hơi không chịu rút lòng xả ra. Bỏ lỏng nhai. Ủa không có gì ra nhất rồi. Giờ này anh hai anh thấy anh chạy nước miếng nữa rồi. Mấy phần cục bự bự ăn ngon rồi mình. Nè đây còn cục này con góc bự bự nha. Dạ. Biết đảng. Nó hơn 100 đã quá. Ừ. Hôm nay biết làm thêm nước chấm chao luôn phải không? Bự. Ừ. Nước chấm chao mà làm theo kiểu bác Cường chỉ á, nó ngon. Ngon dữ nữa. Dù mình cho dứt cái cục bự nuốt cũng được. Ở trong xả ớt đã. Ừ. Nó thấm bên trong á. Là mấy cục bự vậy nè. Ừ. Xương à, cái nội xương nó xương đấy. Nhỏ quá luôn. Cẩn thận nha, từ từ không gấp nha con. Đính trong kia xương là khó chịu lắm á. Xương nó không như xương cá đâu. Ừ. Xương cá còn có này kia nút nó rớt xuống. Ừ. Thấy nó thấm gia vị bên tông đã không? Dạ đã. Ừ. Chấm chao nó thơm. Ừ. Biết luôn cục xả. Ngay đầu á. Rất là mềm. Còn hoàng xanh nó cứ ngắt à. Hoàng xanh là như đá rồi. Ừ, đúng rồi. Đừng nói mà ăn không hết nha Minh, coi chừng hai chú cháu mình làm hết cái bộ lòng luôn á. Hồi đó lòng này con có bao giờ ăn nướng không? Dạ không, con ăn phá lấu. Phá lấu hả? Dạ. Ừ. Phá lấu nước dừa ha. Ừ. Ăn ngon. Ăn lá ấy đi chú gà. Cái dòng không? Dòng đi. Trang chị tí chú gà ngủ trắng cánh luôn. Ừ. Chiều nay còn nhiều công việc lắm á. Hôm qua chú hai nói đó. Ông vườn chú hai á. Chuột đó, nó ăn nổi nữa rồi. Ăn nổi nhiều lắm. Ừ. Chiều nay đó, hai chú cháu mình. Con muốn gặm chết con rồi nè. Hả? Con muốn gặm. Ừ. Chú cháu mình cứ mồi đi. Rồi đặt thử ở dưới luôn. Chết như con. Ừ. Chú hai nó chui trong vườn ổi á. Nó phá ổi, nó ăn ổi quá trời luôn. Quá trời giấu luôn đó nha. Chết như con. Ừ. Để nay chiều nay hai chú cháu thử sức với tụi nó rồi. Tiếp.
đúng rồi, lộn vô phần mé tông cái đầu ướp nó dễ thấm gia vị hơn mé ngoài. Cái mé ngoài chắc mình nướng chắc nó rớt ra hết quá hai chú kìa. Ừ. Xả đồ. Nãy mé ngoài chú ha ướp nhẹ rồi con. Rồi khế của mình đắt quá ta. Khế ông khế ông chú không? Đúng rồi. Muốn có lòng đem nướng nữa ha. Mốt đợi như nào chú ha, còn anh hay đen qua cái đầu cái nướng là mấy chú cháu ăn bụng. Món này làm đúng lâu á. Từ hồi sáng rồi đầu muốn nhảy về chiều luôn à. Rồi chắc hai mấy rồi. Giờ bốc ăn không luôn à. Rồi chú khai chấm hết chào hả? Ừ. Chú khai chấm hết chào rồi. Hết chào rồi, còn hết chào nữa. Thôi là chắc làm thêm miếng quá. Rồi. Thôi. Rồi chú cháu bye bye cả nhà đi. Rồi hai chú cháu bye bye cả nhà. Bye cả nhà.